Xin được phép quay trở lại trong bản tin Hoa Kỳ. Mở đầu bản tin cho biết dân chúng xuống đường ủng hộ luận tội Tổng thống Trump. Hàng ngàn người dân trên khắp nước Mỹ đã xuống đường hôm qua vào ngày 17 tháng 12 để bày tỏ sự ủng hộ việc luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, có thông tin cho biết hơn 600 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch với số người tham dự lên đến khoảng 200.000 người. Theo Business Insider, phần lớn các cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhóm cánh tả như là Move On và bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Ba ở nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ. Ít nhất là 1.500 người đã tập hợp trước tòa thị chính thành phố Denver, Colorado. Và tại New York, ước tính hàng ngàn người đã tụ tập trên quảng trường Times Square. Tại Charlotte của North Carolina thì khoảng 200 người biểu tình đã cùng nhau hát ca khúc America Beautiful. Ở Boston, hàng trăm người biểu tình đã đứng bên ngoài tòa quốc hội của tiểu bang Massachusetts bất chấp mưa và tuyết. Những người biểu tình cầm biểu ngữ không ai đứng trên luật pháp nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với thủ tục luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump. Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày hôm qua 17 tháng 12 đã gửi thư triệu tập các thành viên cơ quan này vào sáng nay để bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump. Bà Nancy Pelosi cho biết Hạ viện Hoa Kỳ sẽ được triệu tập vào sáng nay 18 tháng 12 nhằm bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump. Bà Pelosi nhấn mạnh rằng vào ngày mai Hạ viện sẽ thực thi một trong những quyền lực quan trọng nhất được quy định trong Hiến pháp là bỏ phiếu phê chuẩn các điều khoản luận tội chống lại Tổng thống. Theo quy định, kết thúc phiên bỏ phiếu tại Hạ viện, nếu đa số phiếu thuận, Donald Trump sẽ chính thức bị coi là người bị luận tội. Tổng thống Trump sau đó sẽ bị xét xử tại Thượng viện, nơi đang có đa số ghế thuộc đảng Cộng hòa. Nếu 2/3 số phiếu tại Thượng viện ủng hộ luận tội, Donald Trump sẽ bị kết án và cách chức. Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ lần trước công bố hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump, bao gồm tội lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Trong khi đó, Ủy ban quy tắc phê chuẩn 6 tiếng tranh cãi trước khi bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump. Ủy ban quy tắc Hạ viện bỏ phiếu theo lằng ranh đảng phái phê chuẩn 6 tiếng đồng hồ tranh luận trên sàn Hạ viện vào thứ Tư trước khi các nhà lập pháp bỏ phiếu hai điều khoản luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump. Dân biểu và Cộng hòa mỗi bên sẽ có 3 tiếng đồng hồ trình bày quan điểm của mình. Hai ủy viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện dân biểu Jamie Raskin của Dân chủ Maryland và Drew Collins, Cộng hòa tại Georgia, vào hôm thứ Ba ra điều trần trước Ủy ban quy tắc đầy quyền lực. Đây là bước cuối cùng trước khi các điều khoản luận tội được đưa ra sàn Hạ viện. Buổi điều trần tại Ủy ban quy tắc vào hôm thứ Ba diễn ra với nhiều màn tranh cãi to tiếng. Trước ngày bỏ phiếu luận tội, Tổng thống Donald Trump đã viết tâm thư gửi Chủ tịch Hạ viện. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua 17 tháng 12 đã viết thư gửi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi để bày tỏ sự phản đối về việc mà cơ quan này thúc đẩy quá trình luận tội mà ông gọi là cuộc săn lùng phù thủy. Trong thư, Tổng thống Donald Trump cho rằng việc Hạ viện thúc đẩy luận tội mình là một động thái tuyên chiến với nền dân chủ Hoa Kỳ. Bằng cách tiến hành luận tội không đúng quy định, bà đã vi phạm lời thề khi nhậm chức. Bà đã gạt bỏ lòng trung thành đối với hiến pháp và tuyên chiến với nền dân chủ Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã viết trong bức thư dài đến 5 trang. Tổng thống Trump nhấn mạnh cáo buộc lạm dụng quyền lực nhắm vào mình là một phát minh hoàn toàn không công bằng, không đúng đắn và vô căn cứ được hình thành trong trí tưởng tượng của bà Pelosi. Tòa FISA buộc FBI phải sửa chữa thủ tục nghe lén an ninh quốc gia. Tòa FISA bí mật của liên bang vào hôm thứ Ba cáo buộc FBI đã lừa dối về cơ sở thực tế trong đơn xin nghe lén cựu cố vấn vận động tranh cử của ông Trump và ban hành án lệnh buộc cơ quan điều tra liên bang đưa ra những thay đổi cách thức các nhà điều tra xin phép một số giám sát an ninh quốc gia. Trong án lệnh công khai đặc biệt, thẩm phán chủ tọa Tòa Giám sát Tình báo Ngoại quốc FISA là bà Rosemary M. Collier cho FBI thời hạn đến ngày 10 tháng Giêng năm 2020 để đưa ra kế hoạch. Đây là phản ứng công khai đầu tiên từ tòa trước kết quả điều tra đáng sợ của Tổng thanh tra Bộ Tư pháp về việc giám sát cố vấn Carter Page nhằm phục vụ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Thẩm phán Collier đặt câu hỏi, nhân viên FBI thường để hồ sơ không được hậu thuẫn hay mâu thuẫn với thông tin họ
họ có trong tay và họ giữ lại những thông tin không có lợi cho hồ sơ, đặt ra câu hỏi liệu thông tin trong những đơn khác của FBI có đáng tin cậy hay không. Tổng thống Trump sẽ ký dự luật chi tiêu để tránh đóng cửa chính phủ. Vào thứ Ba, một cố vấn hàng đầu của Tàu Bạch Ốc cho biết Tổng thống Donald Trump có kế hoạch là ký các dự luật chi tiêu Quốc hội sẽ gấp rút thông qua trước khi chính phủ đóng cửa. Bà Kellyanne Conway nói với các phóng viên rằng Tổng thống sẵn sàng ký dự luật chi tiêu và Tổng thống rất vui về những gì ông đã nghe về các kế hoạch. Hạ viện có kế hoạch là thông qua dự luật chi tiêu tài khoá năm 2020 trong hai gói vào ngày 17 tháng 12 và sau đó Thượng viện sẽ thông qua trước khi ngân sách cho chính phủ liên bang cạn kiệt vào nửa đêm ngày 20 tháng 12. Với chữ ký của Tổng thống Trump, các đạo luật sẽ xóa bỏ mối đe dọa đóng cửa chính phủ cho đến ngày 1 tháng 10 năm 2020. Các lãnh đạo quốc hội đã chật vật vào cuối tuần qua để kết thúc các tranh chấp còn lại về văn bản chi tiêu tài chính năm 2020 trị giá đến gần 104.000 tỷ Mỹ Kim cùng các dự luật về việc chính sách nào sẽ được áp dụng và các biện pháp ràng buộc. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin của thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỷ nghệ hôm nay đã tăng 31.10 điểm nhưng lại ở mức 28.298.26 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 20.97 điểm nhưng lại ở mức 8.844.51 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay đã tăng 3.24 điểm nhưng lại ở mức là 3.195.85 điểm. Phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 1.92%. Và giá dầu thô ngày hôm nay là 60 đồng 98 sen, đã tăng 0.08% cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.479.40 sen cho một ounce, đã tăng 0.05 sen cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 41.450.000 đồng một lượng, bán ra là 41.600.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la hôm nay đổi được 23.220 đồng tiền Việt Nam. Và vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ về chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.